Thứ nhất, tên này trông có vẻ thiếu chuyên nghiệp trong cách hắn hành động. Thứ hai, hắn không cầm theo vũ khí mà chỉ có mỗi cái khăn màu trắng, có thể là tẩm thuốc mê kìa. Sẽ có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là tên này sợ và bỏ chạy khi đã bị mình phát hiện. Trường hợp thứ hai, hắn sẽ xông lên để tấn công mình lần nữa. Với một chút kiến thức võ thuật từ trước, thì cơ thể người có 36 điểm đánh chí mạng. Nhưng trong trường hợp này, mình sẽ chỉ chọn ra 3 điểm. Đó là thái dương, ngực và hạ bộ. Đầu tiên, mình sẽ đỡ cái tay mà hắn sẽ tấn công về với mình. Sau đó, đánh mạnh vào thái dương. Cú đánh mạnh vào thái dương sẽ gây tổn hại nặng tới thính giác của hắn. Sau đó, hắn sẽ bị choáng váng và mất phương hướng. Tiếp đến sẽ là một cú đấm thẳng vào bụng. Bụng là nơi chứa nhiều cơ quan nội tạng. Đối phương sẽ không thể thở nổi nếu phải chịu một ngoại lực mạnh bên ngoài. Và cuối cùng là hạ bộ. Chắc chỗ này cũng không cần phải giải thích nhiều nữa. Sau khi chúng ba đòn, hắn sẽ hoàn toàn bị knock out. Trong lúc đó, mình sẽ bỏ chạy để thoát thân. Màn tự vệ kết thúc. Một kế hoạch tuyệt vời. Chiến nào. Ok, sẵn sàng. Đùa nhau à? Mấy anh là ai vậy ạ?